Xin chào tất cả mọi người đã đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm một món chả giò siêu nhanh, siêu ngon với nồi chiên không dầu. Đó, nguyên liệu chúng ta cần có là gì? Chính là thịt heo đã lọc bớt da đi nhé. Hành xắt nhỏ ra, cho vào máy xay cầm tay. Tiếp theo là lá quế, nguyên liệu đặc biệt. Tiêu, muối, muối hay đường gì đó không biết nữa. Hạt nêm, bột ngọt. Sau đó cho vào máy xay, quay đều, xay nhanh nào. Quả là có máy xay tiện lợi, cực kỳ tiện lợi luôn. Tiếp theo là cà rốt, ăn cho đỡ ngấy. Xay thêm lần nữa. Wow, đã đều rồi đấy. Cho ra một cái bát. Tiếp theo, đập hai quả trứng gà ta vào, vừa lấy ở nhà mẹ ra. Hành lá, định có miếng nhưng mà không được nên dùng mì tôm cũng ok thôi. Thêm xí xì dầu nào. Rồi trộn đều lên. Tiếp theo là mua bánh tráng. Chạy ra Vinmart mua ngay gói bánh tráng như thế này. Muốn cho bánh tráng giòn thì cho thêm đường, chanh vào nước. Xoa xoa đều bánh tráng, bỏ vào cuốn. Nhìn có vẻ nhanh nhỉ. Xoa xoa đều bánh tráng xong nhìn bỏ vào cuốn. Hàng rãi ra. Tốc độ tua đi 20 lần đấy. Không mình làm cũng đề à. Rồi, chuẩn bị thành phẩm nhé. Rồi, chuẩn bị sẵn dầu, phết lên cái nồi chiên không dầu. Nghe nói không dầu nhưng mà vẫn phải dùng dầu chứ không phải dính với nhau hết. Nhưng mà lượng dầu cực kỳ ít nhé. Ăn này là rất là healthy và tốt cho sức khỏe. Rồi, phết dầu thêm một xíu nữa để cho lớp nó giòn da. Xong, tan, bỏ vào nồi bằng 15 phút. Rồi, xong. Thế nào đi dọn dẹp. Chứ không bà vợ về là bà vợ la. Lôi đầu ba con ra, la ngay. Rồi, tiếp theo chơi với Kevin. Vừa chơi nhưng mà lâu lâu cũng không quên nhiệm vụ nhé. Lại xem thử nó đã cháy hay chưa. May quá chưa cháy. Lại chơi tiếp. Đúng khoảng 15 phút thôi, đã hẹn giờ nhưng mà do lần đầu làm. Wow, đã xong. Rồi, tiếp theo đến ăn thôi. Cắt cho Kevin ăn miếng nào. Để xem thử vị ra sao. Nhìn thì có vẻ ngon đấy, mình cũng chưa ăn. Cho con ăn trước. À, hóa là không phải đâu. Chẳng qua là cu cậu nóng quá thôi. Đây, đưa ba thổi cho. Wow, ăn đi. Quá ngon luôn, phải không nào? Nhìn cái miệng ăn là biết ngon rồi. Đây là giai đoạn tuổi lên 3 của Kevin nên cực kỳ chướng. Làm gì không chịu, thế giờ vừa mới bỏ nút ra xong là tháo ra liền. Vừa ăn là vừa uống nước ngọt nữa, mới chịu. Đặc biệt Kevin rất là thích ăn rau. Tất cả các loại rau. Ồ, nhìn là thấy chảy nước miếng ngay. Làm siêu nhanh, siêu dễ. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Để bị không bố nữa.